Cái thằng thám tử cao á, nó nói á là Hồng Loan hoặc là ai đó trong gia đình số 5 hoặc là Linh Tý Bích Trâm đã bán đứng chị Ni, có nghĩa là cung cấp cho mấy cái con mà ở bên Malai á chính xác ngày giờ thì người ta mới biết là người ta bắt chị Ni, đúng không? Thì thật sự mà nói thì đối với những cái con người hai mặt, cho nên là nó hay nghĩ bụng ta mà suy ra bụng người á, lấy bụng ta suy ra bụng người á, nó tưởng rằng ai cũng hai mặt giống như nó, cho nên là nó liên tục nó lên nó đặt một cái vấn đề là tại sao mà chị Ni bị bắt. Tại sao người ta biết lịch trình của chị Ni? Thì ngoài Hồng Loan hoặc là những người trong gia đình số 5 hoặc là ngoài anh Linh Tý và chị Bích Trâm thì không có ai biết hết. Thì nó cho rằng là nguyên nhân mà chị Ni bị bắt là do từ phía Hồng Loan hoặc là anh Linh Tý, chị Bích Trâm hoặc là Bụm Bụm hay Mỹ Mỹ gì đó. Rồi tiếp theo thì nó có nói một cái vấn đề là chị Ni á bây giờ đã nghi ngờ Hồng Loan rồi, nói chung là kiểu mà bằng mặt chứ không có bằng lòng rồi, là tại vì là nó kêu là giống như kiểu tại sao mà chị Ni Hồng Loan đã không có ra đón chị Ni á, không ra đón chị Ni cái bữa mà 2 tháng 9 đầu về trong âm thầm không ai ra đón, là coi như là bây giờ là Hồng Loan đâu đã không có còn quan tâm tới chị Ni nữa, để cho chị Ni mà lẻ loi á một mình ở ngoài sân bay ở ngày 2 tháng 9 đó mọi người. Và có một cái vấn đề rất là quan trọng mà thằng thám tử cao nó lên nó nói là Hồng Loan đã kêu gọi quyên góp, nó kêu là Hồng Loan đã kêu gọi quyên góp để mà thuê tiền mướn luật sư gì đó cho chị Ni, là nó kêu là Hồng Loan đã kêu gọi quyên góp và chị Ni rất là khó chịu bởi vì chị Ni không có muốn quyên góp. Thì nó kêu là trong cái bữa mà live stream á, ngày 4, ngày 4 á, thì nó kêu là chị Ni có trả lời là chị Ni đề nghị là ai đó đã có nhận tiền hay là kêu gọi gì đó thì phải trả lại cho người ta chứ chị Ni không có muốn nhận. Thì nó kêu là Hồng Loan bị quê, bị sượng, coi như là cứng họng luôn. Thì nó cho rằng là Hồng Loan lợi dụng chị Ni á để mà lấy cái tiền quyên góp đó mà chưa có đưa cho chị Ni. Thì nó kêu là Hồng Loan bị quê, bị sượng gì đó, nói chung là nó đặt điều vu khống rất là nhiều. Thì mọi người đầu tiên là nói về cái câu chuyện quyên góp trước đi ha, thì mọi người thấy là từ bữa chị Ni bị tới giờ Hồng Loan có bao giờ lên trên mạng kêu gọi là mọi người ơi bây giờ chị Ni bị như vậy rồi thì cô chú ơi mà ai mà thương thì ủng hộ quyên góp cho chị Ni không? Hồng Loan có bao giờ lên nói một lời nào không? Có ai đã từng nghe live stream là Hồng Loan đã lên kêu gọi là mọi người phải quyên góp để mà giúp đỡ chị Ni không? Mọi người có thấy không? Có thấy ai kêu gọi không? Có thấy Hồng Loan live stream mà nói là bây giờ chị Ni bị nạn như vậy rồi thì thôi mọi người ơi, mỗi người chung tay giúp chị Ni, mỗi người một tay, mọi người có nghe được lần nào không? Mọi người có nghe trong cái live stream nào mà Hồng Loan nói như vậy hay không? Mà thám tử cao nó kêu là Hồng Loan là quyên góp, nhận quyên góp rồi này nọ. Nếu như trong trường hợp mà Hồng Loan có, ví dụ như Hồng Loan có muốn giúp đỡ chị Ni mà cảm thấy bản thân mình không có đủ á mọi người, thì Hồng Loan có thể nói với Má Tư hay là những anh chị khác, ví dụ như anh Linh Tý, chị Bích Trâm hay là má Má Tư rồi anh Nguyên Vũ hay là mấy anh khác, nói chung là những anh có điều kiện, thì cái đó là anh em của người ta gom lại chứ không phải là kêu gọi công khai trên mạng, đúng không? Nếu như trong trường hợp có cái đó thì nếu như Hồng Loan có kêu thì cũng chỉ kêu những người anh em đồ hồi trước giờ rất là thân với chị Ni, thì thấy bây giờ chị Ni như vậy thì thôi mỗi người chung tay nếu như có nha. Còn cái này là không có, Hồng Loan không có kêu gọi gì hết trơn á mọi người, đặc biệt là Hồng Loan không có kêu gọi ở trên mạng nữa, không có kêu gọi ở trên mạng, không có tới chi cảnh, không có thấy một cái like nào mà Hồng Loan kêu là mọi người quyên góp tiền để mà cho chị Ni cả. Thì không biết là thám tử cao dựa vào đâu để nói Hồng Loan kêu gọi đó. Còn cái chuyện mà ví dụ như bây giờ người ta anh em với nhau, ví dụ như Má Tư đồ này nọ đồ nè rồi anh Linh Tý rồi này nọ, thì giờ thấy chị Ni như vậy cũng nóng lòng nóng ruột, thì ví dụ như anh em của người ta tự nói với nhau là bây giờ mỗi người chúng ta phải biết ơn chị Ni tại vì chị Ni đã đến giúp em như vậy, do chị Ni bị nạn như vậy thì thôi ví dụ như một mình em không có đủ khả năng thì thôi mấy anh em mình gom lại, thì cái chuyện đó nó ví dụ như có thì cũng đâu có sao đâu mọi người, mà ví dụ như bây giờ chị Ni không nhận thì trả về cho những người đó, tại vì Hồng Loan không có đứng lên để mà kêu gọi,
không có đứng lên kêu gọi gì cả. Và đặc biệt là ví dụ như bản thân Chí Cảnh hay Võ Việt Bân hay là anh Linh Tý, chị Bích Trâm cũng chưa bao giờ lên trên mạng kêu gọi bất kỳ một cái gì cả, đúng không? Khi mà chị đi xảy ra chuyện, đúng không, có thấy là Chí Cảnh nè hay Võ Việt Bân nè hay là anh Linh Tý, chị Bích Trâm là lên trên mạng rồi nói ô trời ơi bây giờ là chuyện đi bị như vậy rồi, thôi 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 cộng đồng mạng ơi mỗi người chung tay gửi về để cho Hồng Loan hay là gửi về đầu mối nào đó, có không? Chúng tôi không có kêu gọi bất kỳ một cái gì cả. Rất là khác biệt so với Thám Tử Cao. Thám Tử Cao là thường xuyên lên trên mạng kêu gọi quyên góp cho người nghèo mà không biết là có giải ngân đầy đủ hay chưa, có sao kê minh bạch không. Chứ có một lần là người ta gửi tiền vô cái Thám Tử Cao, nói gửi vô thì nhận thôi chứ không có công khai được nha gì đó đó. Cho nên là Thám Tử Cao giống như kiểu mình quyên kêu gọi nó quen rồi đó mọi người, cho nên nghĩ ai cũng kêu gọi, chứ thật ra thì mọi người hãy 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 có bao giờ thấy Hồng Loan kêu gọi không mọi người? Mọi người có cái like nào mà Hồng Loan nói là bây giờ là chúng ta phải 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 chung tay để giúp chị Ni không? Mặc dù nếu như trong trường hợp mà Hồng Loan lên tiếng nè, Chí Cảnh lên tiếng, Võ Việt Bân lên tiếng hay là anh Linh Tý, chị Bích Trâm lên tiếng, thì Chí Cảnh nghĩ rằng sẽ có rất là nhiều người ủng hộ đó, đúng không? Tại vì cái mọi người đã quá yêu thương chị Ni rồi, và fan của Chí Cảnh, fan của Võ Việt Bân rồi anh Linh Tý, chị Bích Trâm, Hồng Loan rồi, trời ơi. Ví dụ như mà chỉ cần nói một tiếng thôi mà nói giúp chị Ni thôi á, Chí Cảnh nghĩ rằng mọi người sẽ giúp đỡ rất là nhiều. Đúng không mọi người? Đúng không? Tại vì trời ơi, nói chung là khi mà Chí Cảnh mà kiểu mà bị tắt kiếm tiền trên YouTube á, Chí Cảnh nói là Chí Cảnh bị ế hàng như vậy đó, là mọi người còn mua ủng hộ tôi nữa. Mọi người mua quá trời luôn, mua bây giờ Chí Cảnh không còn gì để bán hết trơn. Mọi người Chí Cảnh là coi như là bây giờ không còn gì để bán hết trơn á. Là người ta còn thương người ta mua như vậy đó, là người ta thấy tội nghiệp Chí Cảnh đó. Còn ví dụ như mà trong trường hợp của chị Ni mà bị nạn như vậy mà trời ơi, biết bao nhiêu người người ta thương người ta khóc quá trời luôn. Thì ví dụ như mà trong trường hợp mà chúng tôi chỉ cần lên tiếng nói một cái là trời ơi, Chí Cảnh nghĩ là mọi người sao ủng hộ nhiều đó, đúng không? Nhưng mà chúng tôi có làm không, có ai làm không? Hồng Loan có lên mạng mà nói mọi người ơi gửi tiền về cho Hồng Loan để Hồng Loan lo cho chị Ni không, mướn luật sư không, rồi anh Linh Tý với chị Bích Trâm có bao giờ lên live stream kêu là mọi người ơi chúng tôi mở 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 quyên góp này để giúp đỡ Ni không, có ai không? Rồi Má Tư Quốc Thanh có kêu gọi quyên góp rồi không? Rồi Võ Việt Bân nó có lên, nó nói bây giờ là mọi người phải gửi tiền về cho Bân hay là gửi tiền về cho Loan để mà ủng hộ chị Ni không, có ai mà kêu không? Chứ đâu có giống như con hộ tiện, đâu có giống như con hộ tiện. Con hộ tiện là sao 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 cái vụ đó bắt đầu vừa chị Ni vừa bị bắt, cái nó lên nó kêu gửi tiền quyên góp về cho ông người qua mướn luật sư, nó kêu gửi tiền quyên góp về cho ông người người qua mướn luật sư. Hoặc là cái ông mà bảy gì đó ổng bị bệnh, cái con thủy lên nó, con thủy lê nó lên nó kêu mà giúp đỡ ổng đồ này nọ rồi gì đó, mọi người nó lên nó đó kêu gọi, còn bên đây không có ai kêu gì hết trơn á, đúng không? Mọi người có thấy sự khác biệt không? Bên kia thì họ lúc nào cũng muốn muốn tại vì họ muốn lợi dụng cái drama này để mà lấy tiền của cộng đồng mạng ngoài kia, ngoài cái tiền là YouTube không chưa có đủ, là họ còn phải có kiếm thêm mấy cái tiền đó nữa, kiếm thêm mấy cái tiền mà người ta ủng hộ. Còn bên đây có ai mà kêu gọi đâu, trời ơi không có ai mà kêu gọi hết trơn á, đúng không mọi người? Mọi người xác nhận giùm Chí Cảnh coi là từ bữa tới giờ nè, là chị Hồng Loan có kêu không, rồi Má Tư có kêu không, hay là anh Linh Tý, chị Bích Trâm có kêu không, Võ Việt Bân có kêu không, Chí Cảnh có kêu không? Không có ai mà nói một cái gì mà tới cái chuyện mà quyên góp hết trơn á. Hoặc là những anh em YouTube mà ủng hộ Hồng Loan cũng đâu có ai kêu gọi đâu, không ai kêu gọi hết trơn á. Những anh em mà ủng hộ Hồng Loan ví dụ như là Tài 66 nè, Tin Ba Miền nè, rồi Hảo Nhân đồng này nọ rồi đó, có ai kêu gọi không? Không có ai kêu hết trơn á, người ta đính thanh là người ta chỉ lên người ta chỉ nói đáp trả lại đồ này nọ thôi, chứ không có ai mà kêu là mọi người ơi ủng hộ chị Ni đồ, giúp chị Ni đâu, trời ơi không có ai cả. Thậm chí là nói chung là Chí Cảnh thì fan của Chí Cảnh thì cũng có một số người có điều kiện đó mọi người, và họ nói là Ni có cần giúp đỡ gì hay không, Ni có cần giúp đỡ gì hay không, thì Chí Cảnh nói là không, Chí Cảnh nói là không cần gì hết, tại vì ở bên kia là người ta đã lo hết trơn rồi, luật sư đồ này nọ người ta lo hết rồi, hiện tại là không có bất kỳ một cái sự cần hỗ trợ nào về cái việc tài chính cả. Nếu như cần thì chỉ cần mọi người
kiểu mà cầu nguyện á, cầu may mắn cho chị Ni đồ này nọ thì ok. Ví dụ như chị Cảnh nói là mọi người cầu cho chị Cảnh được, cầu cho chị Ni được bình an là rất là cảm ơn rồi. Còn cái chuyện nhận tiền là không có nhận, không có nhận, tại vì hiện tại cái lúc đó cũng không có liên lạc được với chị Ni nhiều. Cái lúc đó là thật sự mà nói là không có liên lạc được với chị Ni nhiều. Nói chung là khi nào mà cần thiết thì chị Ni mới nhắn một hai câu, còn bình thường là chí Cảnh với lại mấy anh em nó cũng không có dám nhắn nữa, tại vì cái lúc đó là đang trong cái quá trình điều tra đồ này nọ thì chị Ni rất là hạn chế để sử dụng điện thoại. Chị Ni có nói rồi đó là chị cũng ít xài điện thoại lắm đâu đó, thì lúc đó đâu dám nhắn gì đâu. Thậm chí là chí Cảnh rất là muốn nhắn những cái lời mà kiểu hỏi thăm rồi chị Ni, nhưng mà chí Cảnh sợ là lúc đó chị Ni không thể nào mà nhìn ấy được, cho nên là chí Cảnh còn không có nhắn gì hết trơn á mọi người, không có dám nhắn là chị ơi chị có sao không, chị khỏe không rồi này nọ. Thật sự mà nói rất là quan tâm nhưng mà không thể nào nhắn, tại vì mình biết là lúc đó không thể nhắn được, thì làm gì có cái chuyện mà ai có một cái chủ trương kêu gọi mà thám tử cao nó kêu là Hồng Loan kêu gọi quyên góp, kêu gọi quyên góp cho chị Ni. Rồi cái lúc mà chị Ni trên xe đó là chị Ni nói là chị Ni không có nhận tiền quyên góp, rồi nó kêu là Hồng Loan bị sượng, Hồng Loan bị đơ, rồi Hồng Loan cứng miệng, rồi Hồng Loan bị quê, rồi bây giờ là kiểu chị Ni với Hồng Loan là coi như là không có còn thân với nhau nữa, coi như là rạn nứt rồi, bằng mặt chứ không có bằng lòng, coi như là bằng mặt chứ không bằng lòng, là tình cảm chị em đã thật sự rạn nứt bởi vì có một cái sự nghi ngờ lẫn nhau. Và nó kêu là chị Ni bây giờ đang nghi ngờ Hồng Loan, nghi ngờ Hồng Loan hoặc là bầm bông hay mỹ mỹ gì đó, hay là anh Linh Tý chị Bích Trâm gì đó, là kiểu mà tiết lộ cái thông tin là chị Ni đi ra sân bay để chị Ni bị bắt, là nó đang quy chụp cái đó, là đổ lỗi toàn bộ cái lỗi mà đó là cho phía Hồng Loan hết. Để mọi người có biết tại sao không, tại vì nó muốn chia cắt, nó muốn chia cắt và nó muốn ly gián, và nó tạo một cái sự nghi ngờ lẫn nhau, rồi nó muốn làm như vậy cho chị Ni nản. Chị Ni nản là chị Ni sẽ rời đi, nhưng mà thật sự mà nói mọi người nghĩ Hồng Loan có nên có làm như vậy không, mọi người nghĩ Hồng Loan có làm như vậy hay không? Thứ nhất là về về tình này ha, về tình đi, mình sẽ phân tích hai vấn đề, một là tình hai là lý đi. Tình thì chị Ni là một người đã hết lòng với Hồng Loan trong suốt hơn một năm, cứ khi nào em cần là chị sẽ bay về, lúc nào cũng đồng hành cùng Hồng Loan cả. Ngay cả cái ông anh hai mà ổng dẫn lên mộ, ổng nói đây là em gái của tôi và em sẽ lo, tôi sẽ lo cho em tôi suốt đời đó. Bận không? Bận không? Bận đi show đi ơ đi ớ cho hết, giao lại cho chị Ni, giao lại hết cho chị Ni, rồi hở cái trách hở cái hờn, hở cái trách hở cái hờn. Thì chị Ni là một cái người đồng hành cùng với Hồng Loan như vậy, thì về cái mặt tình cảm thì một năm qua thì chị em với nhau như vậy, thì mọi người nghĩ thì Hồng Loan có nỡ nhẫn tâm để mà bán đứng chị Ni như vậy không? Về tình là mình thấy là không có rồi đó. Trời ơi, nói thiệt chứ khi mà chị Ni gặp nạn như vậy nha, thì bản thân Chí Cảnh nè, Võ Diệt Bân nè, Hồng Loan nè, chị Trâm nè, lúc nào cũng nhắn tin cho nhau, động viên cho nhau, cho nó hỏi là trời ơi có nghe chị Ni sao không, đầu người này cũng hỏi người kia, tại vì thật sự lúc đó cũng hiếm hoi nhắn tin lắm. Trời hỏi rồi xong rồi chị Hồng Loan nói là chị buồn dữ lắm luôn, chị Ngọc cũng buồn. Nói chung là mỗi lần mà lỡ mà có lướt thấy một cái tấm hình nào đó kỷ niệm là người nào cũng buồn hết chứ, mọi người cảm thấy buồn mà kiểu không còn muốn buôn bán, không còn muốn làm bất kỳ một cái điều gì cả luôn, nó buồn kinh khủng lắm mọi người. Rồi trời nói thiệt chứ Chí Cảnh là nhìn ví dụ những cái đồ mà chị Ni tặng cho Chí Cảnh đó mọi người, ví dụ như là một chị Ni thì có tặng cho Chí Cảnh một chai nước hoa trong cái ngày sinh nhật của Chí Cảnh, là mỗi lần mà Chí Cảnh đi đâu là Chí Cảnh nhìn tới cái chai nước hoa để cho anh thông buồn liền, nó thiệt nó sợ nó buồn. Mà mình cảm thấy cái tình cảm của chị nó không phải là cái vật chất, mà cái tình cảm của chị đã dành cho mình á, tự nhiên cái mình cầm nó ra cho nó qua, cái mình cảm thấy nó buồn kinh khủng lắm mọi người, buồn tha thiết lắm. Mà đối với bản thân của Chí Cảnh là chỉ mới tiếp xúc với chị Ni sau này thôi đó, Chí Cảnh cũng cũng đâu có Chí Cảnh là sao Hồng Loan lâu mà, tại vì cái đợt drama xảy ra nói chung là cũng lâu lắm Chí Cảnh mới vào đúng không mọi người. Chí Cảnh là một cái người vào muộn nhất luôn á, muộn nhất trong cái đợt drama luôn đó, là mà mình còn buồn như vậy nữa. Còn Hồng Loan là trời ơi đồng cam cộng khổ với chị Ni ngay những cái ngày khổ nhất, rồi sau này được thành được 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 được, được thuận lợi trong công việc đồ này nọ, thì nghĩ sao về tình là không có rồi đó.
Cho nên là trời ơi, thật ra là Chí Cảnh nè, Võ Việt Bân nè, Hồng Loan nè, rồi chị Trâm, chị Ngọc rồi hỏi thăm, nói chung là hỏi thăm nhau đó, hỏi trời ơi buồn quá em ơi, rồi tội nghiệp quá, rồi không biết, nói chung là cũng cực kỳ hoang mang luôn mọi người. Mặc dù là chị Ni đã trấn an rồi, chị Ni nói là chị không sao rồi, nhưng mà lúc đó thật sự mà nói trong lòng Chí Cảnh cũng cảm thấy rất là hoang mang, cảm thấy cực kỳ hoang mang luôn đó. Tại vì khi mà nghe cái con hồ tiền nó nấu cái này nấu cái kia lên thì mình thì lúc đó thì mình cũng cũng được chị đi nói là chị không sao, nhưng mà giống như kiểu bên ngoài thì mình cũng cố tỏ vẻ là mình rất là ổn, nhưng mà bên trong mình nhiều khi mình cũng bị ấy đó mọi người, mình cũng bị hoang mang đó, mình nói không biết là chị có sao không nữa, lo lắm mọi người. Bản thân của Chí Cảnh là tiếp xúc sau này với chị Ni mà chị Cảnh còn buồn như vậy thì nghĩ sao Hồng Loan không buồn, mà Hồng Loan đâu có một cái động cơ hay một cái lý do gì để mà bán đứng chị Ni. Tại vì chị Ni thật sự mà nói, chị Ni vẫn đang là người đồng hành cùng với Hồng Loan chứ không phải là đã quay xe với Hồng Loan. Ví dụ như chị Ni quay xe Hồng Loan á, mà chị Ni quay lại nói Hồng Loan vô ơn đồ thế này thế kia thì Hồng Loan kiểu tức lên, Hồng Loan báo rồi vậy thì nó hợp lý. Còn cái này là chị Ni vẫn đang là người hỗ trợ và ủng hộ Hồng Loan thì đâu có lý do gì tự dưng cái mình đi bán đứng chị mình, trời ơi như vậy để làm gì, tự dưng cái một người đại diện cho mình mà bây giờ tự dưng mình đi bán đứng chị ấy để chị ấy vướng vào dòng lao lý rồi mình cũng bị ảnh hưởng đúng không mọi người, thì mắc mớ gì Hồng Loan phải làm cái chuyện đó. Mà sao cái thằng thám tử này nó phân tích cái gì mắc cười quá ha, không biết nó học trường nào mà nó phân tích gì lạ lùng. Còn nói về về lý á, thì Chí Cảnh nghĩ rằng cũng không có lý do gì mà Hồng Loan lại 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 đi đi báo chị Ni luôn á, không có lý do luôn á mọi người. Mình không có tìm được một cái động cơ hay là một cái nguyên nhân á, cái kiểu mà cái mấu chốt của cái vấn đề là cái gì, tại sao Hồng Loan lại đi bán đứng chị Ni, nó không có, nó nói chung là không hiểu là tại sao thám tử nó có cái sự mà phân tích gì nó lạ quá gì mọi người, mình không hiểu luôn á. Thật sự mà nói thì Chí Cảnh không biết là thằng thám tử đó nó học cái trường thám tử nào rồi, rồi ai dạy nó mà nó lại có những cái suy nghĩ nó rất là lệch lạc như vậy. Trời ơi, bản thân tôi là tôi chỉ tiếp xúc với chuyện này nói chung là không biết là bao lâu, mọi người có nhớ không ta, mọi người có nhớ không cái ngày mà ra MV mà hơn cả người thân á mọi người, cái ngày mà ra MV hơn cả người thân là ngày ngày nào vậy ta, cái ngày mà MV hơn cả người thân á là ngày nào vậy, ngày nào mọi người, cái ngày mà ra MV hơn cả người thân là cái ngày đầu tiên Chí Cảnh gặp chị Ni, là lúc đó là lần đầu tiên Chí Cảnh gặp, và lúc đó thì cũng chưa có thân đâu mọi người, chỉ mới lần đầu tiên gặp chị thôi. Thì lúc đó Chí Cảnh có chụp hình chung với chị, thì Chí Cảnh hỏi là chị ơi chúc chị có muốn lấy hình không để em gửi qua, thì chị Ni nó nói là ok. Cái xong rồi cái Chí Cảnh mới mới xin số Zalo của chị Ni á, đó là lần đầu tiên Chí Cảnh gặp chị Ni. Và đó rồi sau đó là Chí Cảnh về, Chí Cảnh gửi hình qua cho chị Ni gì đó, là nhưng mà không có nói chuyện liền được. Nói chung là tại vì thứ nhất là Chí Cảnh cũng không có kiểu thể hiện cái sự thân thiết ngay lần đầu tiên gặp gỡ nữa. Nói chung cái tính của Chí Cảnh thì nó cũng từ từ, cho nên là không phải là mình có Zalo cái mình về cái chị ơi chị đồ này nọ, cho nên lúc đó thì cũng 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 ngại lắm. Nói chung là cũng khi nào mà Chí Cảnh ra clip hay gì đó thì hoặc là khi nào chị Ni thấy cái clip của Chí Cảnh mắc cười quá thì chị Ni nhắn cho Chí Cảnh, chị Ni nói là ôi chơi clip thì thấy cưng dễ thương quá, hay là chị mắc cười quá rồi, thì từ 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 mới nói chuyện á, là từ khoảng thời gian đó đó. Cho nên là tôi mới, tôi sau này tôi sao hết tất cả luôn mà tôi còn thờ thương chị Ni cỡ đó đó. Thì nghĩ sao Hồng Loan rồi những anh chị khác, ví dụ như chị Bích Trâm là cũng cũng ngay những ngày đầu tiên luôn, rồi chị em đi chơi với nhau biết bao nhiêu đúng không, bao nhiêu kỷ niệm đi chơi đi ăn đi uống với nhau như vậy, thì tự dưng cái anh lên tí chị Bích Trâm đi bán đứng chị Ni, tự dưng đi báo báo cho người ta bắt chị Ni làm chi vậy trời, như vậy để làm gì, tự nhiên cái cho chuyện đi ao ra rồi gọi 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 chúng tôi giống như kiểu chúng tôi càng thêm đơn độc nữa đúng không mọi người. Tự nhiên cái có chuyện đi vô thì nó thêm phần mạnh thêm, tự nhiên cái đi báo bắt chị đi rồi cho chúng tôi còn chơi dơi còn có mấy người lẻ lâu rồi sao mà đã đương đầu lại với những người bên đó, mà tự dưng báo bắt chị đi để làm gì. Thám tử là sao, là thám tử khôn quá trời, thám tử khôn kinh khủng luôn, nó khôn quá trời khôn vậy. Rồi mà thám tử lên thám tử phát ngôn như vậy, cái mỗi lần mà thấy Hồng Loan mà đi về Hậu Giang cái ta nói trời ơi nó nôn nao, nó sợ hãi lên nói người ta làm chi, lên nói người ta làm chi, rồi mỗi lần ta về Hậu Giang cái sợ 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 là sao vậy má.
ví dụ dám chơi dám chịu, mình lên mình nói như vậy, rồi mỗi lần ta đi Hậu Giang kể người ta rồi mắc gì phải sợ đồ lên rồi rồi thế này thế nọ rồi gì trời. Bữa hổm á cùng với ông luật sư hai người chạy ra vòng 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 ngoài đường vậy, dạ vòng 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 ngoài đường đi kiếm chị Ni, kiếm Hồng Loan, kiếm luật sư Ngọc, trời ơi ở đâu ra vậy chạy. Và lúc đó là mới có tháng 6 à, lúc đó mới có tháng 6 mà tự dưng chạy ngoài đường chi vậy trời, tháng 7 mới chạy ngoài đường, tháng 7 ra hai người chạy ngoài đường là đúng, còn tháng 6 là chưa chưa tới tháng, tháng 7 mới tới nha. Cho nên là thật sự mà nói thì trong mấy ngày hôm nay thì chỉ cảm thấy là nó lên livestream nó liên tục, nó nói chị Ni thế này thế kia, nó phân tích, nó phân rồi nó dẫn dắt thế này thế kia. Nhưng cái bên đó thì lúc nào nó cũng cho rằng là những người mà bên Chí Cảnh dẫn dắt, lúc nào nó cũng nói là Chí Cảnh, Võ Việt Bân, chị Bích Trâm, rồi chị Ni, rồi Hồng Loan nào dẫn dắt cộng đồng mạng. Nhưng mà chúng tôi đâu có dẫn dắt gì đâu mọi người, chúng tôi có sao nói vậy thôi, chúng tôi không có dẫn dắt cái gì hết trơn á. Thật sự mà nói là có sao nói vậy, hoặc là đối với bản thân của Chí Cảnh thì chị có thấy họ lên họ nói những cái điều mà mình cảm thấy nó phi lý thì mình phản biện lại, chứ Chí Cảnh đâu có dẫn dắt đâu mọi người. Thêm nữa là bây giờ cộng đồng mạng người ta khôn lắm, cộng đồng mạng bây giờ ai cũng thông minh chứ, không có gì hết để mà dẫn dắt đâu, chỉ có sự thật mới dẫn dắt được thôi, còn sự dối trá giả tạo không có dẫn dắt được, chỉ có sự thật mới dẫn dắt được. Cho nên là kêu là bên phía Chí Cảnh là Võ Việt Bân nào nên dẫn dắt cộng đồng mạng, cái con Kim Ngân á, 88 á, con mà vợ của chủ tịch cảng cá đó, con của vợ chủ tịch cảng cá đó, nó kêu là đầu nó có sạn rồi, cho nên là đừng có dẫn dắt. Ai dẫn dắt? Ai dẫn dắt? Chúng tôi đâu dẫn dắt, chúng tôi rất là hiền và chúng tôi cũng không có làm cái gì ai hết. Đặc biệt là chúng tôi không có kiếm chuyện gì với ai hết. Còn những người đó tự dưng đi lên cái Hồng Loan không có kiếm chuyện gì hết trơn mà tự dưng lên lấy Hồng Loan ra nói này nói nọ, thì Chí Cảnh Võ Việt Bân cảm thấy Hồng Loan bị họ nói một cái điều vô cớ như vậy, thì Chí Cảnh Võ Việt Bân mới lên tiếng để bảo vệ, để ủng hộ Hồng Loan và phản biện lại những gì họ nói. Chứ đối với bản thân của Chí Cảnh và Võ Việt Bân cũng đâu có phải tự động đi kiếm chuyện với người ta đâu mọi người. Những người mà Chí Cảnh Võ Việt Bân lên tiếng chỉ là những người đã lên tiếng trước, lên nói Hồng Loan thế này thế nọ, thì mình thấy rất là họ 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 nói như vậy không có đúng thì mình lên tiếng thôi. Chứ thật ra bản thân mọi người thấy không, bên Chí Cảnh là rất là hiền, mọi người đâu có chủ động kiếm chuyện gì với ai, còn Hồng Loan cũng vậy đâu có kiếm chuyện gì với ai đâu, mà họ cứ tối ngày họ cứ lên vì ba cái tiền đó. Để thứ nhất thì có một mớ thì lên câu like bán hàng, một mớ thì lên câu like bán hàng, còn mớ thì làm YouTube để mà đu bám cho cái tên Hồng Loan để mà kiếm ăn. Kiếm ăn thì ta lên ta kiếm ăn cho đàng hoàng, ví dụ như ta lên ta ủng hộ như Chí Cảnh đi cũng kiếm ăn nè, lên ủng hộ như Chí Cảnh cũng kiếm ăn nè mọi người, mà ta kiếm ăn một cách chân chính, kiếm ăn mà được nhiều người yêu thương, kiếm ăn mà trong lòng không có hổ thẹn. Nói chung là Chí Cảnh cũng là một người làm YouTube cũng kiếm tiền, rồi lâu lâu thì Chí Cảnh cũng có bán hàng, nhưng mà bây giờ thì không có bán nữa, bây giờ hết rồi không còn gì để bán hết trơn, chỉ còn nước hoa thôi. Thì ví dụ như mình lên mình làm mình kiếm tiền thì mình cũng thừa nhận đi, giống như Chí Cảnh rất là can đảm để thừa nhận là Chí Cảnh làm cho kênh YouTube Chí Cảnh cũng có tiền. Chí Cảnh rất là cảm ơn Hồng Loan, cảm ơn chị Ni, cảm ơn cô chú đã ủng hộ cho Chí Cảnh đó. Cho nên ta lên ta kiếm tiền, ta nói ta kiếm tiền có gì đâu mà quê, có gì đâu mà sợ. Còn những người bên đó không có bao giờ thừa nhận kiếm tiền chứ mọi người, không có nói kiếm tiền à, tôi đâu có cần kiếm tiền, tôi đâu cần kiếm tiền. Mà tự nhiên ngày nào cũng lên livestream, ngày hai cử ba cử không có đi đâu chứ, tối ngày lên livestream như bà Hoa Hậu Bảy Màu cũng vậy đó, tối ngày lên là trời ơi không cần kiếm tiền, không cần kiếm tiền. Mà cái tiêu đề đó, lúc nào cũng phải bỏ những cái từ khóa để cho cái video đó được kiếm tiền, chứ nếu như mà bà không có để những cái từ khóa đó là cái video của bà đâu được kiếm tiền, tại vì bà lên bà nói bị không có phù hợp á. Còn cái con Kim Ngân 88 thì vợ chủ tịch, chồng thì chủ tịch cảng cá, mà vợ thì tối ngày lên bán hàng online, lên bán hàng online mình gào lên trời ơi, cái miệng thì quá trời quá đất luôn vậy đó. Lên bán hàng online mà bán ế quá bán không có lại Hồng Loan, bán ế quá cho nên là mấy dựa vào cái tên Hồng Loan, dựa vào cái tên Hồng Loan để mà câu like câu view, dựa vào cái tên Hồng Loan để mà câu like câu view. Cho nên là trời ơi là trời, ví dụ như ta có kia lên ta kiếm ăn thì ta nói đại, ta kiếm ăn thì ta lên ta nói đại kiếm ăn, giống như Chí Cảnh là mọi người Chí Cảnh Chí Cảnh làm kiếm tiền YouTube để mà sinh sống qua ngày đâu có xa đâu mọi người, thì mình làm mình cũng bỏ thời gian công sức ra, mình cũng phải đầu tư, mình cũng phải sáng tạo, mình cũng phải thế này thế kia, thì mình có sao mình nói vậy, mình kiếm tiền thì mình đánh kiếm tiền có gì đâu quê.
kiếm tiền có cái đúng không mọi người, mình lên miễn sao mình ủng hộ cái đúng được rồi, mình đừng có nói sai sự thật, mình đừng có kiểu bịa đặt vu khống cho người ta, mình lên mình ấy thì có gì đâu quê. Còn còn YouTube thì mình được bật quảng cáo thì bên phía YouTube họ 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 gửi tiền cho mình hàng tháng cũng đỡ, cũng 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 đó là một cái công việc mà mọi người thay vì giờ đi làm này làm kia, đi làm công ty, đi làm hồ, đi làm này làm kia thì thôi mình làm YouTube. Mình làm YouTube tại vì mình có khả năng, ví dụ như mình có khả năng, mình có khả năng, mình có sự hiểu biết, rồi mình cần bị giỏi về công nghệ, rồi mình có khả năng nói rồi này nọ thì mình lên mình nói thì mình kiếm tiền. Có sao đâu, có gì đâu quê đúng không mọi người. Và chị cảm thấy là bản thân của chị Cảnh thì hồi trước giờ cũng không có bị mọi người nói là tại sao lại kiếm tiền được nữa, mà chị cảm thấy mọi người rất là ủng hộ, thậm chí có nhiều người còn coi coi mà coi video coi quảng cáo giùm chị Cảnh rất là lâu để chị Cảnh có tiền luôn á. Nói thiệt, trời, có một bà chị đó, bà tối ngày bà nói là chị mỗi lần mà chị mà bật tivi lên cái chị coi em, cái chị thấy quảng cáo là chị không có bấm bỏ qua, chị để chị coi hết luôn cho em có tiền. Cái xong mà chị Cảnh nói trời ơi bà, nếu như mà bà bận quá thì bà bấm bỏ qua để bà coi tiếp đi, không sao đâu. Bà nói thôi bấm bỏ qua vậy là uổng, là coi như bà sợ chị Cảnh mất tiền, bà uổng đó mọi người, người ta thương chị Cảnh cỡ đó đó. Cái chị Cảnh nói trời ơi không sao đâu bà ơi, thì ví dụ lâu bà bận quá thì bà bấm bỏ qua đi, còn bà sợ là bấm bỏ qua quảng cáo là chị Cảnh không có tiền, chị Cảnh bị trừ tiền đó. Là rất là nhiều người thương chị Cảnh tỏ đó đó, người ta mà kiểu mà người ta để đại luôn, rồi có nhiều bà là coi đi coi lại gì đó, cứ để mở tivi lên hoặc là mở điện thoại rồi cứ cho nó phát, rồi rồi thấy quảng cáo là còn mừng cho chị Cảnh nữa. Trời ơi, thì mình phải mình nói đại như vậy, mình thừa nhận đại như vậy thì người ta thấy mình thật thà thì người ta thương đúng không? Cho nên á, thật sự mình nói nếu như mình nói dẫn dắt thì có, chỉ có những cái người bên đó họ dẫn dắt thôi, chứ bên phía của chị Cảnh đâu có ai dẫn dắt đâu, bên đây là có sao nói vậy hả? Mà đặc biệt là những người bên đó là họ cứ kiếm chuyện không luôn, kiếm chuyện với Hồng Loan không luôn, tối ngày Hồng Loan không có nói cái gì tới họ chứ, mà họ cứ thấy Hồng Loan hiền á, thấy Hồng Loan hiền rồi cứ nói người ta hết cái này tới cái kia, rồi hễ mà Hồng Loan lên tiếng lại một cái bắt đầu nói Hồng Loan dữ, nó Hồng Loan hổn. À, hồi trước thấy nó hiền mà bây giờ hả nó dữ quá, nó hỗn quá. Nó mà nó lên tiếng như vậy rồi tôi thất vọng. Nó lên tiếng nó trả lời Thủy Lê như vậy là tôi thất vọng, bị mất khán giả. Trời ơi, mấy người bên đó là bắt Hồng Loan phải nín, phải kiểu mà muốn ai nói gì cũng được phải nín, rồi kiểu mà phải cười cười cho qua vậy đó, không có được phép mà lên nói gì lại cho. Trời ơi, mấy má giống như kiểu mà thần tiên vậy, thần tiên tỷ tỷ hết vậy trời. Thì nói người ta nhiều quá, nhiều khi nói tới cha mẹ của người ta nữa thì phải để cho người ta một lần người ta lên người ta nói lại đúng không? Ví dụ như bây giờ cô chú anh chị bị nói vậy, cô chú anh chị nín được không thì mình cũng phải nói đầu lại chứ. Trời ơi, sức chịu đựng con người là có giới hạn mà, giọt nước thì thế nào nó cũng bị tràn ly thôi đúng không? Người ta nhịn thì nhiều khi cũng để cho Hồng Loan lên phải 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 thể hiện một chút cảm xúc, phải phải nói lại chứ, nhịn 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 vậy hoài như vậy đó, trời ơi nhịn có ngày bị trầm cảm luôn á. Mà thêm nữa là mỗi lần mà Hồng Loan mà muốn muốn nói cái chỉ cảm thấy cơ mọi người cản không, mà có nhiều cô chú cản thôi thôi con ơi, con nói vậy là người ta ghét con nói vậy là người ta quay xe với con hay con thôi con nhịn đi nhịn đi. Trời ơi, tôi nói thiệt chứ cuộc sống này nó mong manh lắm mọi người, mình cứ nhịn hoài như vậy á, mình nhịn mà trời ơi mọi người thấy tức không mình cũng phải một mình nói đồ lại chứ, để cho nên là đó là lý do vì sao mà có Chí Cảnh, có Võ Việt Bân và có nhiều anh em khác lên tiếng là tại vì Hồng Loan hiền quá. Và đặc biệt là mọi người cũng không muốn cho Hồng Loan lên thì cũng phải có những người cho Chí Cảnh như Chí Cảnh phải không, thì phải lên tiếng để mà đáp lại rồi chứ, bây giờ không lẽ để cho họ họ lên họ cứ nói hoài mà nhiều người mắc cười lắm. Thôi em ơi em đừng nói người này, thôi em ơi kệ đi em ơi, thôi kệ nó đi đừng nói, em ơi đừng tập trung vấn đề này đi em, đừng nói vấn đề này, tập trung vấn đề kia đi em, tập trung cái này cái kia. Trời ơi, mẹ mấy mẹ mấy mẹ mấy mẹ muốn mấy mẹ làm đi, mấy mẹ muốn thì mấy mẹ tự lên mấy mẹ nói giùm con đi. Trời ơi là trời, thì nhiều khi mà mình làm chứ Cảnh thì nói chung là chứ Cảnh lên clip là nó phải có cảm xúc, hoặc là chứ Cảnh thấy cái vấn đề đó mình đang bức xúc thì mình lên mình nói, chứ mọi người cứ kêu là thôi đừng có nói vấn đề này, thôi đừng nói vấn đề kia, thôi kệ đi rồi tập trung này tập trung kia, có những cái vấn đề chứ Cảnh đã nói rồi thì bây giờ tự nhiên kêu nói lại nữa rồi nói cái gì
mình cứ nhai đi nhai lại sao mà được. Ví dụ như cái vụ của bà Lê Lê thì thật sự mà nói cái vụ kia thì mình cũng đã lên tiếng biết một thời gian rồi, thì bây giờ là có những cái tình tiết mới, có những tình tiết mới thì chắc hẳn phải lên tiếng những tình tiết mới đó, mà kêu là thôi cái này không có quan trọng mà tập trung về cái kia đi đâu, mà cái kia mình cũng đã nói hết lời rồi thì bây giờ cũng phải kiếm thêm cái gì đó để nói chứ, bây giờ không lẽ cứ lên nói một vấn đề nói hoài thì nó cũng làm sao mà có view được, đúng không mọi người? Thì mình cũng phải câu cái này cái kia rồi mình gom góp đồ lại mình ấy đâu, mà sao mà trời ơi nói chuyện cái sao mà mọi người nó nhiều người không có chịu lên nói rồi người người ta lên cái ý kiến. Cho nên là cô chú anh chị ơi, ai mà thương Chí Cảnh thì nhớ ủng hộ mấy cái chai nước hoa mini của Chí Cảnh nha mọi người. Trời mấy cái chai này nó thơm lắm mọi người ơi, thơm kinh thiên động địa mà nó dễ thương lắm. Ai mà có tiền á mua nguyên một bộ sưu tập gì nè, cái bỏ vô cái tủ chân á, trời nó sang dễ sợ luôn nè, thấy không? Mấy cái chai nữa sang mà nó thơm dữ lắm. Mọi người đi du lịch du ơ, mọi người thoa vô một cái là trời nó thơm kinh thiên động địa nha. Một chai này như vậy là có giá là 400 ngàn nha mọi người. Ai thương thì mua ủng hộ Chí Cảnh nha, 400 ngàn rất là dễ thương, mua làm kỷ niệm đi, mua làm kỷ niệm đi mọi người đó, mua ủng hộ Chí Cảnh nha. À, số Zalo của Chí Cảnh là 0938 386787. Mọi người mua hàng thì chỉ có hai cách để mua, một là inbox số Zalo, hai là nhắn tin vô fanpage Chí Cảnh TV Trích Xanh. Những cô chú anh chị nào trên YouTube mà muốn mua ủng hộ Chí Cảnh thì đừng có là cô một chai comment trên đó, thì đâu có biết đường đâu mà inbox cho cô chú được. Cho nên là cô chú anh chị hãy nhắn vô cái số điện thoại là 0938 386787 hoặc là inbox fanpage Tích Xanh Chí Cảnh TV Tích Xanh nha. Chí Cảnh TV Tích Xanh mới là chính chủ nha mọi người, ủng hộ Chí Cảnh đó, còn mấy cái trang khác mà có đăng lại là không phải Chí Cảnh nha mọi người nha. Cho nên là cô chú anh chị thương Chí Cảnh thì ủng hộ Chí Cảnh nha mọi người. Cảm ơn cô chú anh chị rất là nhiều.